Ê. Tới mày riêng tiền Nè, nó mua ôi rồi á. thôi.한국은 쌀쌀해요. 쌀쌀하다는 말은 덥지 않고 조금 추운 느낌? 쌀쌀해, 쌀쌀해요. 쌀쌀. 예. 쌀쌀해서 조금 추워요. 좋아요. 네, 약간, 추운 것보다는, 그러니까, 덥다, 시원하다, 쌀쌀하다, 춥다. 아주 춥다. 이원하다, 네. 네, 덥다, 쌀쌀하다. 쌀쌀하다는 느낌이 뭐냐면, 날씨가 바뀌면 쌀쌀하다고 보통 얘기해요. 예를 들어서, 지옥과 바람이 분다거나, 아니면은 조금 더 추워졌다거나 그러면 추워지다, 춥다, 덥다, 예, 아, 춥다. 그러니까 시원하다, 선선하다. 날씨가 좋았다가 추워진다 이러면 쌀쌀하다라고 많이 표현을 해요. 그리고 보통 이제 가을부터는 뭐또냄냄 밤에는 좀 춥고, 그다음에 낮에는 뭐 햇빛 있으면 낭낭 하면 좀 따뜻하고, 그러니까 보통은 아침 저녁으로 쌀쌀하다 이렇게 보통 얘기를 해요. 네. 베트남 좀 비슷해요. 네. 나 아로 아침에 쌀쌀하다. 좀 쌀쌀 네. 그럼 쌀쌀하다 쌀쌀해요. 네. 근데 나 반에야 나와 10시 이후. 낮에는 햇빛이 있어서 네, 안에 나 더워요. 더워요. 네. 근데 밤에는 시원해도. 좀 좋아요. 네. 오케이, 오케이. 그때요. 나의 네. 읽어볼게요. 무등. 3번, 잠깐만요. 미딩 상업 부동산 성장. 무딩이 비즈니스 허브로 발전하면서 오피스 공간에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이 지역은 경남 랜드마크 타워, 인도차이나 플라자와 같은 고층 오피스 빌딩들이 자리하고 있어 다국적 기업, 은행, 기업 사무실을 유치하고 있습니다. 네. 네, 사업 부동산 성장. 미등이 비즈니스 허브로 발전하면서 오피스 공간에 대한 소유도 증가하고 있습니다. 이 지역에는 강남 랜드마크 타워, 네. 인도네시아 말라야와 같은 고층 오피스 빌딩들이 자리하고 있어 다국적 기업, 은행, 기업 사무실을 유치하고 있습니다. 네. 오케이. 땡백 읽어주세요. 네, sự phát triển của bất động sản thương mại Mỹ Đình đang phát triển thành một trung tâm kinh doanh làm tăng nhu cầu về không gian văn phòng. Khu vực này có nhiều tòa nhà văn phòng cao tầng như Gangnam Landmark Tower và Indochina Plaza thu hút các công ty đa quốc gia, ngân hàng và văn phòng doanh nghiệp. Sự phát triển của động sản thương mại mới đến đang phát triển thành một trung tâm kinh doanh làm tăng nhu cầu về không gian văn phòng. Khu vực này có nhiều tòa nhà văn phòng cao tầng như Gangnam Landmark Tower và Indochina Plaza, thu hút các công ty đa quốc gia, ngân hàng và văn phòng doanh nghiệp.
수 발전 해요. 수 발전. 우와, 좋네. 부동산 쪽마이. 쪽마이는 상업. 네, 또는 상업 쪽마이가 무역, 상업 이런 거 있는 거 같아요. 쪽마이. 무역, 근데 예, 무역, 무역. 네, 쪽마이 상업. 상업 부동산, 부동산의 발전. 뭐든은 발전해요. 중심이고 긴조한 사업 중심지구로 발전하고 있어요. 다음 땅일일일아 까우베 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 공장 나무 가오베 공간 사무실 공간에 공간에 관한 관한 네 누가 누처럼 람탕 올라오고 있어요. 땅이 뭐예요? 올라오다? 람탕. 올올 오르다 올라 가자. 올라 올라야 후북나 이 지역은 거유 많은 이 빌딩 지역은 사무실 도냐 빌딩 사무실 사무실 빌딩이 높은 고층 사무실 빌딩이 있고 땅누 경남 랜드마크 타워나 인도차이나 플라자 같은 높은 사무실 빌딩이 있고 다국적 기업을 유치해요. 뜻은 다국적 기업의 기업이나 은행, 양항, 나다방, 봉동지, 존예, 사업 사무실 같은 곳에 있을 뜨훗 매력 있어요? 끌려요? 뜨훗? 도 네. 매력 네. 이끄다 네, 이끌고 있어요. 네, 그러면 이끌 수네 있어 또네 비행벳 얘기해 주세요. 영별아 즉 발전 성장 발전 같아요 네, 같아요. 성장 발전 같아요. 수 sự phát발전. triển của bất động sản doanh nghiệp Mỹ Đình trung mại doanh nghiệp à,같아요. xin lỗi bất động sản네, thương bất mại động sản nhưng mà em Mỹ Đình là đang tăng허브가 중단. Mỹ Đình phát triển Mỹ Đình phát triển thì Harbor là Trung tâm. trung tâm mà Né, trung trung tâm. tâm Mỹ Đình phát triển Business. Tama. Senior. bảy thành trung tâm doanh nghiệp và đang tăng cái nhu cầu Yêu cầu. về không gian văn phòng Văn phòng này office là văn phòng văn phòng này office sa무실 công trình sa무실công trình văn office phòng đang nghề ở khu vực này thì có Chariaco cô cũng nói Chari của nước của thân nam là mất đang tăng các tòa nhà cao tòa nhà văn phòng cao tầng như là Con Nam Landmark Indochina Plaza đang đang tăng à Nè. đang đang tăng nhu cầu đang tăng Nếu tôi phút và cuốn thu hút các doanh nghiệp đa quốc gia nè ngân hàng và văn phòng doanh nghiệp nè kiosk samsung văn phòng doanh nghiệp nè Chia quốc văn phòng doanh nghiệp dự chi ha ta dự chi là thu hút xin thu gọi hút đó ý cư ta có ý cư ta유치하다 이끌다 뭐 유혹하다 이런 거니까 유치하다 막 thu hút 쓴것 같아요. 아, 네. 가오당. 이 끝다 많이 지나다
Chắc là drone Duy trì. bên lực chính thế bất động sản giá cho chủ cơ giá cho Leading의 부동산 가격은 높은 수요로 인해 꾸준히 상승하고 있습니다. 2023년 말 기준 고급 아파트 가격은 평방미터당 2,000달러에서 3,500달러이며, 중급 아파트는 평방미터당 1,500에서 2,000달러입니다. 네. 네, 부동산 가격, 주거 가격, 미등의 부동산 가격은 높은 수요로 인해 꾸준히 상승하고 있습니다. 2013년 말 기준 고급 아파트 가격은 평방미터당 2,000달러에서 3,500 달러이며, 중급 아파트는 평방미터당 1,500달러에서 2,000달러 범위입니다. 네, 땡 뱃, 네. 자, 뜻 자. 자, 야, 어. 자, 뜻 자, 따, 니, 딩. Đã tăng đều đặn do nhu cầu cao. Tính đến cuối năm 2023, giá căn hộ cao cấp dao động từ 2.000 đến 3.000 đô trên mét vuông, trong khi các căn hộ tầm trung có giá từ 1.500 đến 2.000 đô trên mét vuông. Chào bất động sản, chào nhà ở, chào bất động sản tại 19 đã tăng trưởng tăng độ như cao cao tin đến cuối năm 2023 và căn hộ cao cấp đã giao động từ 2 đến 3 đến 500 USD mét vuông trong kỳ các căn hộ tăng trưởng của nhà từ 1.500 đến 2.000 USD một vuông. Nè, giá bất động sản giá cả nhà ở là chủ tịch, đó, nhà ở Đấy, bằng cấp. chủ tịch giá Chủ cả tịch. bất động sản giá cả buổi trưa 있는 부동산 가격은 다탕 올랐어요. 다 탕. 예, 단 요뉴 가고 아주 높이 올랐어요. 흰 Đều đặn.예, 유단 Đều đặn là gì? không biết Đều유단 đặn là cu chun đi.꾸준히 오케이. 유단 요뉴 가고 오르고 있습니다. 띵댄 5월 연말 2023년 말까지 해서 가격이 간호 아파트 고층 아파트 가격이 값 고급 아파트 가격은 고급 아파트. 자우동이냐라지 자우동 올라가요? 이른다? 자오동도 2,000에서 3,500달러 메타당 2,000에서 3,500달러입니다. 한국은 평당 얼마 이렇거든요. 한국이 만약에 자우동 3,300제곱미터가니까 3 곱하면 돼요. 한국은 그러면 6,000에서 10,000달러. 10,000달러면 한국 돈으로는 대략 1억 8천? 1억 4천. 에라 네네. 대략 lao động là꽝 꽝. 에라 à Yeah, 꽝 꽝. 대략 약약 에라 꽝꽝 꽝. 꽝 꽝. 예, 한만 1억 정도. 그러면 보통 정도 아파트 20평 하면 20억. 네, 비싸네요. 딱 과. 네, 끝 과. 네. 그럼 그리고 이 까까노 아파트가 중앙에 있어요. 땀중 중급 간혹 담중. 아땀땀중중중 중고 중간 정도의 아파트에서는 가격은 1,500에서 2,000달러입니다.
để chung cướp áp phần trong ban mình sao chẳng nè trên cái Nè, giá bất động sản, giá nhà ở, giá của bất động sản ở Mỹ Đình thì đang đang tăng đều đặn do nhu cầu tăng cao. Tăng cao. Cuối năm 2023 thì giá nhà, giá các căn hộ cao cấp, Cao cấp. giá các căn hộ cao cấp thì là dao động, mà dao động từ 2.000 đến 3.500 đô trên mét vuông, và các căn hộ tầm trung, mà trùng cấp và tầm trung Nói thì chung dao động từ 1.500 đến 2.000 đô trên mét vuông. ok Bòm uy là, bòm y là gì? ấy ở trong đó Bòm bom mi rong dạ thế ra bom mi à, thể ra bòm y. à này này bom Thế mi còn rong bang mì tho này tăng tam trung bình, tam chung tam tam mi phòng mình gọi thì đấy anh em đó rồi rong bang mì tho tăng mét mét vuông không bằng mít thở mét vuông à, mét vuông à, nhẹ mét vuông là không gang bằng mít bang mít mì mít thở tho. Còn sức khỏe o, kêu hắn khát theo sức kêu khỏe lên o là kêu ăn kêu ăn kêu nó lấy ông ơi ông đơn chọc phải kêu à, kêu à nhà cái sợi nè nè không à mang mình cho. nè ở ego tiếng biết bọn cho à bọn cho hết tiếng biết gia đất gia đất có gì cả Đấy, giá đất, giá đất cho các dự án biệt thự hoặc nhà phố tại Mỹ Đình cũng tăng cao, với một số khu vực đạt mức giá lên đến 10.000 đô trên mét vuông, tùy thuộc vào vị trí gần trường học, khu kinh doanh hoặc sân vận động. giá đất cho các dự án biệt thự của nhà phố tại Mỹ Đình cũng tăng cao. Mỗi một số khu vực đặt mức giá lên đến 10.000 đô mét vuông tùy thuộc vào vị trí gần trường học, khu kinh doanh hoặc sân vận động. Khu gì cả chứ? 2등의 빌라 또는 타운하우스 부지 가격도 높으며 학교, 비즈니스 지역 또는 경기장 상반도, 경기장 근처에 위치한 지역은 평방미터당 만 달러까지 도달하기도 합니다. 네. 아, 토지 가격 미팅의 빌라 또는 타우하우스 부지 가격도 높으며 학교 비즈니스 지역 또는 경기장 근처에 위치한 지역은 평방미터당 만 달러까지 도달하기도 합니다. 네, 잠깐만요. 네, 땅 가격, 야자쪽 땅 가격, 토지 가격, 땅 가격, 토지. 토지 가격, 네, 땅 토지, 가격. 네, 주한 토지. 토지 가격은 주한 베트 베트 뭐예요? biệt거기 thự là구역, 거기. 빌라. 빌라 지역, 빌라 구역, 주안, 빌라 구역이나 거리, 무이든에 있는, 야폰 뭐예요? Nhà phố là hầu hầu펜트하우스? penthouse, hey, penthouse. 거리에 있는 집이라는 뜻인가? 포가 원래 거리 아니에요? Nhà phố là그러니까 타운하우스 거리 옆에 있는 집들 office house 아? 거리 아니에요 거리 뽀 Nhà phố là nhà ở,야오 거리, 타운하우스 큰 거리.
거리에 있는 집이니까 타운하우스. 오케이. 거리에 있는 집. 무디네 또한 땅가 가격이 높아요. 그리고 뭐 수구북 목지아랜드 그 목적이 있는 땅은 가격이 오르는데 만 달러나 해요. 어떤 땅이냐면 쭉 마오비치 그러니까 중학교 근처에 위치해 있거나 그 근조한 사업지구 또는 산반동 스테디움 체육관 산반동 라 운동장 운동장 산반동 근처에 있는 집들은 만 달러 이상 합니다. 만 달러 만 달러 싸네요. 딱 봐. 잠깐만요. 킹벳 호지 가격. 나 đất. Yeah, 자, 다. Các năm giá của biệt thự hay Joan, giá của biệt thự hay là hoặc là của nhà nhà mặt phố à? Dạ, đất nhà mặt phố cũng ở Mỹ Đình cũng tăng cao. Trường học sáng ở tạo những khu vực này ở gần khu vực trường học này, hay là khu vực kinh doanh này, kinh hay doanh là sân vận động này cũng cũng đạt đến 10.000 đô trên mét vuông. Mitsunitsu chỉ đó là khu kinh doanh à? kinh doanh, quốc Mitsunitsu kinh chỉ yếu doanh, kinh doanh. Còn Kichang, sản Phùng phẩm Đôn đông, Trang, cán sản sân phẩm, vận động. Còn Kichang, Phùng Đôn Trang, cả Thái ô. bắt tay không? Ở gần đấy, ở gần khu vận động hay là khu kinh doanh trường học. Oban, các bạn nhé. Bồ tai là kỳ tốt. Bồ tai là kỳ tốt.교육 및 의료 인프라. 미딩은 코리아 인터내셔널 스쿨, 하노이 암스테르담 스쿨과 같은 고품질 국제학교가 밀집해 있어 가족들에게 매력적인 지역입니다. 또한 현대적인 의료시설도 가까워 장기 거주자들에게 큰 장점이 됩니다. 네. 교육 및 의료 인프라 미팅은 코리아 인터내셔널 스쿨 하노이 암스테르담 스쿨과 같은 고품질 국제학교가 밀집해 있어 가족들에게 매력적인 지역입니다. 또한 현대적인 의료시설도 가까워 장기 거주자들에게 큰 장점이 됩니다. 녹 땡볕 네. 쿠 sở hạ tầng giáo dục và y tế. Mỹ Đình có nhiều trường học, có nhiều trường quốc tế chất lượng cao như như là Korea International School và Hà Nội Amsterdam School. Điều này khiến khu vực này trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các gia đình. Khu vực cũng gần với các cơ sở y tế hiện đại, làm tăng sức hấp dẫn cho những cư dân có nhu cầu ở lâu dài. cơ số tăng giáo dục và y tế người dân có nhiều trường quốc tế chất lượng cao như Korea International School và Hanoi Amsterdam School hiện nay khiến khu vực này trở thành một trường đại học
đang kiểu các gia đình thu hút cũng cần tôi các hộ tôi thế gần đây làm tăng sức thấp dần cho những cư dân có nhiều cao lào dây có số nhà hạ có số hạ tăng giáo dục tôi yêu qua video ga cho ai hạ tăng có số hạ tăng Cơ sở tầng cái này ô y cả số non lân dùng nhiều hay về không út kỳ man kibon cơ sở tầng kibon tôi yêu cái qua video chung sinh này học rồi. nè giáo dục cho yêu y thế là video tôi yêu qua video ấy có số chung sinh bởi vì nên bạn nên học kiểu gái isoyo quốc tế học kiểu gái của chalong hay Tôi bởi tên bố chalong chalong ạ. cao độc phun ta mẹ Korea International School Hàn Quốc quốc tế học kiểu và gặp tên độc phun phun gì chalong chalong India chalong Zalo nè chào ơi không chứ ta mẹ lâu dài á, Hà Nội lâu dài Long cao lâu dài Long dài ok Hà Nội Amsterdam School이나 Brunei 이것은 겐 연결해주는 지역이에요 겐 이 지역은 또 만들어요. 단로 선택하게 만들어요. 합잔 또각 지하진 그 가족들을 위해 합잔 이니아 합잔 라지 합잔 hấp dẫn là mê rock khá là아 매력을 매력적이에요. 매력적인 선택지입니다. 더욱 이 지역은 또한 가까워요. 소이테 현대적인 의료 시설 고소 이태 고소 시설 이소이 아 고소 시설 고소 합당 아 그다음에 람땅수 합당 매력적인 도시입니다 융후장 주민들 뉴 가오 라오자이 오랜 기간 라오자이 오랜 기간에 뉴 가오라 그 체류 nhu지내요 cầu là su아 수요 뉴카오 아 수요 오랜 기간 수요를 가진 오랜 후잔 주민들에게 매력적이에요 장기 거주자들에게 아, 큰 장점이에요 합장 인프라 네 고소 그 고소 합당 고소 합당 아 인프라 là cơ sở hạ tầng, Yeah, 고소한다. cơ sở hạ tầng y tế và giáo dục. Né. Mỹ Đình là Mỹ Đình có mì chip pa tà 많아요, 많아요. New. Mỹ Đình có nhiều các trường học quốc tế có chất lượng cao như là trường trường quốc tế Hà Nội, trường quốc tế Hàn Quốc này, trường học Amsterdam Hà Nội này, nên là khu vực mà hấp dẫn rất là nhiều gia đình. Thêm nữa là có gần với các cơ sở các thiết bị y tế hiện đại thiết bị y tế hiện đại nên là trở thành bảo cái đại bảo đại nhu dân cầu sống lâu dài cho các cư dân. nè6번
Còn tầm này nhá, còn đâu một kỳ rồi không?미래 성장 잠재력. 미중은 다음과 같은 이유로 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. 하노이의 도시 확장에 따라 미 등은 주요 우위성 도시로 자리 잡고 있습니다. 네. 네. 미래 성장 잠재력. 미등은 다음과 같은 이유로 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. 하노이의 도시 확장에 따라 미등은 주요 위성 도시로 자리 잡고 있습니다. 네. 네, 땡 뱃. 6. Tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Mỹ Đình dự kiến sẽ tiếp tục phát triển nhờ vào sự mở rộng đô thị của Hà Nội, với Mỹ Đình đóng vai trò như một thành phố vệ tinh quan trọng. Né, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Mỗi đêm dự kiến sẽ tiếp tục phát triển nhờ vào sự mở rộng đô thị của Hà Nội, một trong đô thị sinh đô thị với mỗi tiếng đồng bài cho nhiều một thành phố về tin quan trọng tiềm năng tăng trưởng trong tương lai đi đề. Tăng trưởng trung yếu hơn Tăng trưởng và mì rê song chàng tăng trưởng là tăng trưởng hai nên tăng tiềm năng trưởng của em tiềm năng khả năng phải chân đi khả năng tiềm năng tiềm năng mới tin em mới khả năng khả năng em thế mới dùng điều kiện sẽ tiếp tục계속해서 이런 이유로 생각이 돼요. 발전할 거라고 생각이 됩니다. 요게 수모랑 도시 신도시 뭐가 mở rộng đô역사예요? thị. rong 도시를 하노이의 신도시로 무이진이 동파이 교류 탄포 Đóng vai trò하나의 도시 팀 관종 중요한 성격의 đóng vai trò도시입니다. như một thành phố vệ tinh quan trọng.아 위동 도시라고 했네. 위성 팀 중요한 주요 팀 탄포 Thành뭐 phố là thổ si,베틴 나 위성 도시 바이 vệ tinh là quỷ sông.네네네 베틴 위성 도시 베틴 위성 Đóng vai trò là네네 lọc khai아 자리 잡고 있습니다. 아 자,네아 이거 킹한 예. 아, 기능 간 잠재력 가능. Tiềm năng là잠재력. 네. 잠재력 tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Mỹ Đình đang đang dề sang dự kiến sẽ tăng trưởng, tiếp Nè. tục tăng trưởng Hãy chờ. giống trong lý với những lý do Bao sau, bao với những bao cái lý do sau là tùy tùy vào tùy theo quy hoạch đô thị nè của thành phố của Hà Nội
thì Mỹ Đình đang chà đi chọc tà là gì? Thả đi tập ta nên thứ nhất ít thế ta là của thế này quý sông của chị gì ta tôi thì quý tin tam phố quý tin quan trung quý tin của chị Tùy theo hoặc chẳng được về đó. mở hóa trang là mở rộng, Mở rộng mở rộng, mở rộng thầy đi mở thăm rộng, những cô nên à đóng vai trò có á, nữ chỗ bài chỗ bài chỗ tung bài chỗ mới đi mở tung rộng là đô thị bài là bài nội, chỗ đóng vai trò nè như là thành phố, nè như một thành phố vệ tinh, quan trọng quan trọng, chủ yếu, trùng nè yêu. quy xong vệ tinh quy xong tổ chức rồi thầy sắp ta trong bàn chọn nè Hóa trang mở rộng. nè ama 2분 남았으니까 요건 내일 해요 호텔 목 나이 마이 네 네, 알겠습니다. 네 수고하셨어요 네, 수고하셨어요. 네, 빠빠. 함께, 네. 함께.